tất cả mọi người. Hôm nay đây mình có một ít chân gà nè mọi người. Bây giờ mình sẽ làm chân gà trộn cóc nha. Mình sẽ một phần mình sẽ mang về cho mẹ mình. Đây. Mẹ mình cũng thích ăn món này lắm mọi người. Một phần mình sẽ mang về cho mẹ nha. Và mọi người cùng xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi luộc chân gà trước nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt nước nha. Trong nước này, trong nước luộc thì mình sẽ để một ít sả, một trái tát. Trái tát cho chân gà mình nó trắng hơn nha. Rồi sẽ bỏ chân gà vô. Rồi mọi người luộc khoảng 15-20 phút gì cũng được hết nha. Rồi chân gà đã chín mình sẽ vớt ra khỏi nước đá nha mọi người. Mọi người ngâm nước đá khoảng 5 đến 10 phút rồi mọi người bỏ vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 1 tiếng hồ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi gọt cóc nha, đây là cóc đây. Tiếp lại đi chế mẹ nè. Nên mọi người có xài, mọi người trộn xài cũng ngon. Tại nhà này cốc nhà nha mọi người, đây là cốc Thái nè. À đây là cốc Thái mình trộn như vậy. Dù đi đâu, dù xa cách bao lâu, lòng vẫn không quên làng quê nhỏ bé. Có ông, có bà, có cha, có mẹ, có cô dì, có anh chị, có cả người tôi thương. Về quê hương lòng sao thấy nao nao, cơn gió lao sao hàng cây giữa nước. Có em gái nhỏ đứng bên sông chờ, đôi bờ sông xanh. Tiến hành đi nặn tắt nha. Bạn lấy tắt nước mình làm mà nước sốt mà. Để mình lựa mấy cái trái xanh này nè mọi người. Ngồi mọi người cắt làm hai, mọi người bỏ vô chân gà. Coi như đây mình lấy nước mọi người. Đã rửa sạch rồi nè, mình rửa gừng với tắc luôn, với xả rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đi tắt tóc trước nha. Đây mọi người tắt cái dạng nè. Đây, mọi người cầm cái dao đúng không? Ở dưới cái cốc là mọi người chẻ lên trên nè, mọi người tắt ra. Rất là dễ luôn. Đây. Thank you.
từ dưới thẳng lên trên, bên kia cũng vậy, họ tách ra. Bây giờ mình sẽ đi ngâm nước đá nó nha, cho nó giòn luôn rồi. Bỏ nước đá vô. Nước đá. Rồi bây giờ mình sẽ để đây nha. À, nãy giờ mình ngâm được 10 phút. Mình sẽ vớt ra mình bỏ vô ngăn mát tủ lạnh nha. Mọi người bỏ vô ngăn mát tủ lạnh ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Cái chân gà của mình khi mà ngâm nó sẽ rất là giòn luôn. Đây. Rồi, cốc ngâm đá mình cũng đã vớt ra. Bây giờ mình chưa có làm thì mình sẽ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ mang cái này mình bỏ vào ngăn mát tủ lạnh và mình sẽ tiến hành đi làm nước sốt nha. Rồi giờ mình sẽ đi sắc xả nha. Mọi người sắc xả là mọi người sắc nhỏ nhỏ vậy đó. Cho nên mình có đắng khi mình làm thì mình nghĩ vậy. Đây, tan tan. Đây, mọi người có ăn ớt mọi người bỏ ớt vô, tại mình không có ăn ớt nên mình sẽ không bỏ ớt nha. Đây. Có hành tím nè mọi người, tại mình hết hành tím mọi người sắc cái kèo của hành tím mọi người bỏ vô nha, cũng sắc mỏng mỏng giống vậy nè. Và cái nước sốt của mình rất là trong luôn. Đây. Mình sẽ 300 bỏ vô 300g đường nè. 700ml tắc. Nước cốt tắc nha. 100ml nước mắm. 100g tương ớt. Rồi mọi người cho một xíu muối thôi nha. Rồi mình sẽ bật bếp lên mình nấu cho nó tan nó không mệt. Rồi nước sốt của mình đã sôi, mình sẽ tắt bếp. Rồi bây giờ mình sẽ để đây cho nó ấm rồi mình hoặc nguội rồi mình sẽ trộn chân gà. Chân gà mình đã để được 1 tiếng rồi nè. Cốc. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi trộn chân gà. Đây nước sốt mình cũng đã nguội rồi. Bây giờ mình sẽ trộn nó nha. Sẽ bỏ chân gà vô. Cốc vô. Tắt xả luôn. Trộn nè. Chân gà mình đã trộn xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ để đây cho nó ngấm gia vị khoảng 1-2 tiếng đồng hồ nha. Mọi người trộn là mọi người khoảng 2-3 tiếng mọi người có thể ăn được rồi đó. Hoặc là mọi người để tủ lạnh đó. Chân gà ngấm rồi, mình giờ mình sẽ bỏ vô hũ nha. Chân gà mình đã bỏ vô hũ rồi nè.
Bây giờ mình sẽ để nắp mình đem cho mẹ mình nha. Đấy, dẫn cho mọi người. Một củ luôn. Rồi bây giờ mình, mọi người cùng theo chân mình đi cho mẹ nha. Đây, mình đã tới chỗ nè mọi người. Dịch bệnh nè, hai mẹ con mình hẹn ngay chỗ trường học. Đó, đây là trường học phổ thông Dưỡng Điền nè. Đó, đây. Đây tới chỗ nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đợi mẹ mình ở đây nha. Tại nhà mình có ca nhiễm mọi người, cho nên mình không có dám về nhà. Cho nên hai mẹ con mình gặp ở đây. Tại vì mình sẽ đưa lab cho em mình làm bài. Cho nên mình phải về nhà. Bây giờ mình sẽ đợi mẹ mình nha. Mẹ mình chọn tới rồi mọi người. Đây, đây là cái chỗ mình đợi. Mình sẽ đợi mẹ mình ra nha mọi người. Tại như chỗ này nó vắng người nè, cho nên hai mẹ con mình hẹn gặp ở đây. Chứ thôi bữa nay là hai mẹ con về nhà chơi rồi. Đó, phía trước là cái chị ta quậy phút tây nè. Chứ sao là cái trường học. Hồi đó mình học ở trường này nè mọi người. Tại mẹ coi đâu rồi. Mình học cấp 3 ở đây nè. Đây, mẹ mình đây. Chào đồ mình rồi đây. Giờ đóng luôn đi, đừng mở nữa. Mày đóng hỏi rồi 4 bữa nữa. Tại nói mày hai bữa trước là Dương Út mày ra là đóng cửa, Dương Út mày mới không vô được. Với cự mấy bữa trước cự phí nó không hỏi. Sao mày mới la phí sao không hỏi Dương Út. Rồi cái nó giận nó bỏ nó về, chứ còn mà ở nhậu cái chiều cũng buồn dữ. Hồi xưa dính vậy. Bà, ủa nhà Dương Út dính mấy người? Thân với Dương Út mày. Hai người hả? Ừ. Vậy cũng cách ly cả nhà rồi. Ờ, tao nói mày chạy tử tử xuống đây ha. Ba, ba chỗ cách ly. Rồi cái đi đường thở mình. Là mà con thở, thở đường này bị mà. Đi đường học. Đây, là đồ của mẹ cho mình nè. Nó quá trời luôn. Đây là mít nè. Là gì? Tắc nè. Be nè. Này gừng là mình mua nha. Đây đậu gồng với đậu bún nhà trồng luôn. Đây cho chị ta. Rau ngót nè. Tèn tèn. Đây là lá bưởi nè. Lá bưởi, lá chanh nè. Ba này lá gì quên rồi ba? Ba cái này lá gì quên rồi? Lá gừng nè. Sả nè. Đây một đống lá sả luôn. Đang hồi mình nấu xong mình xong nha. Đây một rổ lá bưởi, lá chanh luôn. Đây nữa nè. Cái này mê nè mọi người. Đây Út nó gọt vừa sẵn luôn nè. Cho hiếp nè. Ổi nè. Cóc nè. Tất cả cái này là nhà của mình hết. Trồng hết luôn nè ha. Mẹ cho một trái bưởi nữa. Đây. Mẹ bắt ốc với cua cho nữa nè mọi người. Nè. Cho mẹ có ăn hũ chân gà mà mẹ cho lại quá trời luôn. Đây. Còn cho hiếp hiếp mấy con lươn nữa nè. Wow, đó. Luôn. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở clip sau nha.